Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Super Cup Road CC 110 2024 ra mắt tại châu Á với mức giá bán từ 42 triệu đồng. Mới đây Honda Trung Quốc vừa trình làng cái phiên bản mới nhất của cái dòng xe số 40 Road Cup CC 110 2024 với mức giá bán lẻ đề xuất từ 13.000 nhân dân tệ. Đổ ra tiền Việt nó tương đương khoảng 42 triệu đồng. Honda Cup được biết đến với cái tên gọi là Super Cup. Kể từ khi lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1960 đến tận hôm nay, thì cái mẫu xe này được rất nhiều người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới ưa chuộng. Chiếc xe máy hạng nhẹ, đình đám với thiết kế đơn giản, mạnh mẽ và được trang bị cho mình hệ thống động cơ xăng đơn. Tiếp nối cái thành công đó với cái sự ra đời của Super Cup C125 vào năm 2020. Hãng Honda cũng trình làng thêm cái biến thể là CT 105 Hunter Cup mang cho mình phong cách Rambler và phiên bản Road Cup CC 110 là cái biến thể mới nhất của cái mẫu xe đình đám này. Trong khi đó, Super Cup C 105 và CT 105 Hunter Cup sẽ là một cái sản xuất ở bên thị trường Thái Lan, thì Honda Cup được sản xuất phiên bản Cup ở thị trường Trung Quốc với cái tên gọi là Road Cup CC 110. Tương tự như cái dòng CT 105 Hunter Cup, Road Cup CC 110 được trang bị một vài yếu tố từ một cách Retro và Rambler. Nếu so sánh trực tiếp thì phiên bản của Trung Quốc có vẻ là ít phức tạp hơn một chút, thậm chí nó còn cổ điển và tối giản hơn phiên bản là CT 105. Cụ thể như hệ thống ống xả của cái chiếc Road Cup CC 110 2024, nó không được nâng cao về phía sau mà chỉ được trang bị là đơn giản với cái tấm cản nhiệt dạng cái rãnh dọc và được mạ rơm, trong khi các tính năng của Rambler thì vẫn được xuất hiện nhiều trên cái dòng Road Cup CC 110 như một cái bột lớp cảnh ray sau với cái kích cỡ lớp trước và sau lần lượt 80-17, cái bộ thanh bảo vệ bằng cái ống thép bao bọc ở cái phần chó đèn LED tròn, cái phần ống bảo vệ cái ti phục ở trên cái phục trước. Honda Road Cup thì vẫn trang bị cho mình một cái nền tảng động cơ cúp chỉ dành, có động cơ xăng đơn 4 thì nằm ngang, làm mát bằng không khí, được bổ sung một vài công nghệ hiện đại như là phun sinh tử. Nhưng ở cái phiên bản CC 110, nó không phải tận dụng cái dung tích sedan 124cc mà chỉ có dung tích là 110cc. Điều này dẫn đến cái hiệu suất thấp hơn một chút nếu so với cái chiếc Super Cup C 125. Dừng ở mức chỉ có 8 lực tại ngưỡng vòng tua máy là 7.500 vòng trên phút, trong cái đô men sánh cực đại là 8.8 Nm tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng trên phút. Để so sánh với cái dữ liệu hiện tại của cái phiên bản là C105 với cái sự phối hợp của Euro 5 là 9.8 lực tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút, một men sánh cực đại là 10.4 Nm tại ngưỡng tua máy là 6.250 vòng trên phút. Honda Road Cup CC 110 2024 có thể khởi động bằng chạy đạp Kickstarter phong cách đặc biệt cổ điển với một hộp số sàn 4 cấp đặc trưng. Nó được cho là có khả năng tăng tốc lên tới 85 km/h. Hãng Honda cũng cho biết thêm cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cực kỳ tiết kiệm, dừng ở mức 1,46 lít trong 100 km, đi kèm với bình xăng khá nhỏ bên dưới yên ngồi, chỉ chứa được 4,1 lít nhiên liệu. Honda Road Cup CC 110 2024 nó có cái trọng lượng rơi vào khoảng 107 kg, phanh tăng chống rất đơn giản và cổ điển cho phần bánh sau, phù hợp với phần khung xe bằng thép đơn giản, trong khi cái phục ống lồng phía trước và cái phục lò sau đầu phía sau. Tuy nhiên, đây không phải là cái vành nan hoa mà là cái mâm nhôm đúc được thiết kế rất tinh tế. Đặc biệt, phần bánh trước còn được tích hợp phanh ABS. Các tính năng khác của Honda Road Cup CC 110 2024 bao gồm cái thanh tay lái nhỏ gọn đi cùng với cái đồng hồ tốc độ con chỏ và màn hình LCD kỹ thuật số, bao gồm tất cả các phần đèn báo. Tại thị trường Trung Quốc, nơi sản xuất Honda Road Cup CC 110 2024 đang niêm yết mức giá là 13.000 nhân tệ, đổ ra tiền Việt nó tương đương khoảng 42 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi này, chi tiết nhớ like, share, subscribe.